Ủa, khuya vậy rồi, ổng còn lén phén đi đâu vậy ta? Ui chà, bữa nay đâu phải đêm 30 đâu, sao trời tối thui vậy ta? Đi mò đường kiểu này chắc lọt xuống mương quá. Ây da, phải băng con mắt ra mới được. Cứ từ từ bước rồi cũng tới nơi thôi à. Từ từ, cứ từ từ mà bước nha anh, coi chừng lọt ao cá dồi đó. Bà xã. Thì cứ phải từ từ bước thôi em. Bà xã đó hả? Chứ anh tưởng con móng nào hả? Ừ, ông xã. Ý da, đâu đâu có. Trời ơi, mắm cá gì ở đây? Anh đi đâu giờ này? Đừng có nói với tôi là đi uống cà phê với chú Tư nữa nghe. Đâu có đâu bà xã, uống cà phê là xưa rồi. Hả? Vậy anh đi đâu? Thì đi Đi đâu? đi vũ trường. Trời đất ơi, dạo này bày đặt đi vũ trường nhảy đầm nữa hả? Đâu có, là anh đi giữ vườn là giữ vườn đấy. À, là đi giữ vườn. Thôi đừng có xạo với tôi. Anh nói thiệt đi, anh đi đâu? Thì anh đi. Đêm tối om anh ra anh bắt đèn. Trời sáng trăng đi đâu anh đổi bắc. Anh sáng lên anh ra anh tưới vườn. Trời mới mưa hồi hôm càng chi Cái gì tươi. em nói cũng được hết à. Chui chín cây không canh xe mất liền. Giờ đã khuya ai đâu đây mà hay. Chai mít non thơm ngon chim nó thèm. Thì mình xanh cái cây mình rọi đèn. Thì chim nó bay hết trơn chứ gì. Sáng trăng anh làm thơ líu lo như dằn khuyên. Thì em đây nàng thơ sánh đôi nhau mình ơi. Ước ao như bầy chim vụt bay trên trời xanh. Thì em đây là mây cùng Cùng anh anh bay bay xa xa ngàn ngàn phương. Khổ phương. thân tôi làm sao, đói meo rau đầu hôm. Thì đây tô mì tôm nướng sôi thơm thiền thơm. Cớ sao anh mì tôm có cơm canh gì không? Vừa chê cơm người ta thì giờ ăn mì tôm đi. Cho thêm miếng chanh đi bà xã. Thôi sáng mai anh ra anh giữ vườn. Thì sáng mai đôi ta ra giữa sớm. Mong ước sao đêm nay chim trắng về. Chồng của em thiệt thà thì em thương. Em làm gì mà khó tánh quá vậy? Bắt bẻ đủ điều à. Không khó chịu sao được, cứ để ông đi cà phê hoài kiểu này á, tôi sợ mắc cái khác Anh kìa. có cái gì đâu mà mất. Anh đi cà phê với em Tư mà, chứ đâu có phải anh đi một mình. Hả, anh đi cà phê với em Tư nào? Nói mau. Lại nữa rồi. Em nghe cho kỹ nè, anh đi cà phê với chú Tư cá chép. Lại là chú Tư giành mặt ông Giang lắm nè, tôi không tin. Bà con ơi, có ai tin ông xã con đi cà phê với chú Tư không Bà con vậy? ơi, tin giùm tôi đi cái bà con. Vợ tôi nó ghen quá à. Tin gì nổi mà tin chứ. Anh đi cà phê sao đầu hôm tối ôm mộ về. Sao không ngồi luôn, anh về chi mới 2 giờ sáng. Anh vô cà phê anh ngồi coi có hai tờ báo à. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy khuôn mặt đầm Đâu có mà. đâu bà Anh xã. mê cà phê ôm người ta mới say Trời gần ơi, chết. anh vô cà phê lo làm anh với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì mà giờ em ghen. Nói ra làm sao em tin giùm anh, chú Tư bên nhà cho theo mần ăn. Làm gì ai tin anh đi mà ngăn đầu hôm tới giờ. Hay tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắt son, không phải yêu em mà Thật thôi. lòng yêu em sao đi cà Thì phê. giờ đây anh lo thám môi, anh lo kéo cày về nhà bên em. Sóng to thuyền ngắn không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn Hãy tin lòng anh tiền. luôn luôn thủy chung sắt son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà Thì giờ phê. đây anh lo thám môi, anh lo kéo cày về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà nay
tối tăm mặt mày. Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em nè. Hứa với tôi á, là mai mốt không đi cà phê nữa. Anh hứa từ nay anh không đi uống cà phê với bé Tư nữa. Hả, anh nói cái gì? Ý lộn, ý anh nói là không đi uống cà phê với chú Tư nữa. Anh chỉ uống cà phê. Uống cái gì? Uống cà phê của bà xã pha thôi à. Ừ, vậy thì được. Chứ tôi mà thấy lén phén với ai lần nữa là chết với tôi á. Nhíu à, nghe không? Ui da, anh biết rồi mà. Về cơn buồn chi
còn em với anh thôi. Làm sao trông lại định mệnh đôi ta, yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa, đường tình ta không chung lối. Đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh đêm mây. Đừng tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh đêm mây. Tình em như cát dạo chẳng biến đâu,
chồng trong sông nhưng ngại thêm gặp kém băng lòng. Trên chiến xe lớn đông người chiều nay, nghe từng cô đơn nói niềm chua cay. Chiến xe lớn ngày nào mong ước vô vàn. Mà tình yêu ấy luôn tính toán bạc vàng, phân số em cửa hàng nên chấp nhận người bước sang ngang. Anh cứ theo người mang lại nụ cười cho anh. Em sẽ không chân người vì em chẳng giữ được anh. Nếu yêu em mà lòng anh buồn thì mình chia tay. Anh đừng vì yêu em để rồi đánh mất hạnh phúc của thời tuổi xanh. Nếu yêu em mà lòng anh buồn thì mình chia tay. Anh đừng vì yêu em để rồi đánh mất hạnh phúc của thời tuổi. Hay già, Út hẹn mình ra nói chuyện không biết cái vụ gì mà mình đi trễ hết mấy phút rồi, không biết có bị nhéo không? Út, Út ơi. Ê chàng ơi, hẹn người ta ra đây rồi làm cái mặt hình sự với người ta là sao? Thôi thôi mà, người ta ra trễ xíu mà giận hả? Không phải nhận chuyện ra trễ mà là chuyện khác gì. Hả? Chuyện khác là chuyện gì? Đâu Út nói anh nghe coi. Ờ thì cái chuyện ra duyên á, anh hứa ra duyên anh cưới em mà 3-4 cái tháng ra duyên rồi anh không chịu tính tới gì hết ráo à. Anh có cô nào khác rồi phải không? Ý chàng ơi, tưởng cái chuyện gì. Thì ra là cái chuyện cưới hỏi. Không phải hiểu cho anh chứ, mấy năm nay mà ăn ế ẩm á, nhất là cái năm nay nè, tao nói chàng ơi, Covid nó hành lỗ sẵn máu luôn, có tiền đâu mà làm đám cưới đi. Đã thương nhau á thì em đâu có đòi hỏi gì đâu nè, mâm trà hủ rượu cũng nên đôi vợ chồng mà anh. Này Út nói chuyện ngộ ghê ha. Ngộ gì chứ? Ngộ kỳ thời con tiên mới leo dây. Nam mô di bố phù hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô di bố phù gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn quý chung sắc son. Nam mô di bố phật ngộ kỳ thời bên nước giới cây đa. Anh ơi em vẫn chờ hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim số lòng ruộng xa anh gieo chính vàng bìm bìm nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Mẹ về nhà đang
xeo các con người, con quan con sẽ về để mai mình gieo đám mà. Nam mô di mô phù, gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nói dân ta yêu nhau thiết tha. Mà hoài đồng em cây lúa ba chân, em ơi anh vẫn chờ để anh về cưới với mẹ, thì ra duyên anh tính liền ngang. Hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặp ngay sông thanh tươi, ra duyên anh cưới em mà. Anh hứa rồi đó nha, lần này không cưới lèo nữa à nha. Không thôi là má bắt em gả cho anh tám cá rô ráng chịu á. Hả? Cái gì? Tám cá rô đợi cưới Út hả? Ờ, hôm bữa em nghe má nói bên nhà anh tám có nhờ bà Tư Thịnh làm mai á. Ý đâu có được, kỳ này anh quyết định rồi nghe. Anh sẽ tổ chức lễ cưới mình linh đình nhất sớm luôn á. Đãi 500 con gà trống, 800 con vịt cồ luôn. Dữ vậy hả anh? Sao em nghe quen quen à? Thôi anh đừng có nổ như trai tài nhắn sắc á. Anh giỡn thôi, nhưng cái này có thiệt à nghe. Lễ cưới anh thấy người ta hay rước vô bằng xe hơi xì bo nè, hoặc là xuồng ba lá nè. Ờ đúng rồi đó, mình rước vô bằng xuồng ba lá đi anh. Không thường lắm em ơi, anh rước vô bằng ngựa. Hả? Rước vô bằng ngựa hả? Em có biết trường đua Phú Thọ không? Năm ngoái đi thành phố anh có xem đua ngựa. Để kỳ này tám hầm cá xong cái anh quay lên đó, anh sắm một con về cho em cỡ chơi ha. Khớp con ngựa ngựa ô, khớp con ngựa ngựa ô, ngựa ô ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa. Đi qua núi mộng trở lại đồi mơ, đi bên suối đời đi sang rừng nhớ nhớ nhau trong biển ngàn hò. Là theo ý ơ theo chàng, theo chàng kiếm theo chàng một phen. Là theo ý ơ theo chàng, theo chàng kiếm theo chàng một phen. Không còn ngựa ngựa ô, không còn ngựa ngựa ô, ngựa ô anh khấm cái kiệu gian. Anh tra khấm bạc lũng lạc đồng đen bấm sen lá dầm, chi cương nhường thắng các rồi anh bệnh đồng thò. Là cưới a đưa nàng, đưa nàng anh đưa nàng về dinh. Là cưới a đưa nàng, đưa nàng anh đưa nàng về dinh. Là cưới a đưa nàng, đưa nàng anh đưa nàng về dinh. Là cưới a đưa nàng, đưa nàng anh đưa nàng về dinh. Không còn ngựa ngựa ô, không còn ngựa ô, không còn ngựa 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 ngựa ô, anh không còn ngựa ngựa ô, ô ngựa ô.